chính đi. Đó bây giờ nếu mà ông gỡ cái này ra được cho tôi. Ừ. Cái này là một hai cái ly nhôm. Ừ. Nên nói lộ ra cái ngu mình không? Sao? À, không. Nó nghĩa là vậy nè. Ở nhà đúng rồi, vợ tôi đó, nó hay chơi chửi tôi lắm. Ừ. Và nó lấy cái này nè. Ừ. Nó không biết nó làm gì, không biết nó dính chặt đây đi. Ừ, nó lên làm cái gì? Không, dính chặt đúng không? Nó tự hết chứ. Nó thấy mẹ luôn rồi. Xong luôn rồi. Mà ý là sao anh nói anh vô thẳng tập vấn đề luôn đi. Vấn đề là ông gỡ ra được thì tôi dẫn ông đi. Em nói một câu, em xin lỗi anh trước nha. Anh chốt kinh khủng luôn á. Tôi nói nghe nè. Anh bẻ ra, anh bóp. Đó, bóp ra cái gì đâu. Tôi đặt trường hợp ví dụ như cái này là cái inox đi. Cái cứng á, gọi là cứng đi. Ở đặt trường hợp nó cứng hả? Đặt trường hợp cứng, tại vì nếu tôi bóp nãy tôi bóp ra tôi không làm gì trời. À, nó dễ ăn tiền của tôi quá. À, trường hợp nó cứng hả? Trường hợp nó cứng á. Không được bóp đúng không? Không được bóp. Nếu ông lấy ra thì y như cái chầu hồi nãy tôi nói. Còn ngược lại thì cũng vậy thôi. Ờ, được. Tay vịn nha, một chầu cà phê tay vịn. Ờ, tay vịn. Tay vịn gỗ. Ừ, được. Vịn cái lăn cạn. Ừ. Một lần nữa nha Khải, một lần duy nhất lưu lại sẽ có ngày dùng. Có hai cách đầu tiên anh cho bóp và anh mặc. Bóp thì không cho bóp. Dành cho cái mềm. Cái mềm. Ừ. Và dành cho cái nhựa. Ừ. Ừ. Thì nhìn lỡ cái đó cứng thì phải làm sao? Đặt vô hộp những cái ly mà dọ gọi là người ta pha chế là sao không bóp đấy. Lỡ nó cứng thì phải làm sao đúng không? Ừ. Cách thứ hai, anh vô anh lấy cho em một ca nước. Một miếng nước ngu nữa. Tôi giờ này mới tới công nhận là ông ngu nè. Ông dốt lắm. Ông dốt lắm. Phải nói vậy đi. Không ai biết được cái ông cứ ngu. Nè ngu. Ông ghét hết em ngu. Nước là một cái chất thích. Ừ. Ông đổ ông dạng như ông đặt nước xuống nước luôn. Nó càng thích chặt hơn nữa. Tôi sáng giờ tôi làm bao nhiêu cho trò rồi. Anh khờ lắm. Ê, cái gì? Ông không được quyền nói tôi ngu tôi khờ. Nói gì? Ông chỉ được quyền nói tôi ngu chứ không được nói tôi khờ. Hiểu chưa? Anh vô là cái này tôi hiểu. Em biết hết. Anh vô anh lấy cho anh một miếng nước hơn với một cái muỗng ra đây. Về cách thứ hai nha. Anh cái muỗng này nè. Ừ. Muỗng đổ nước vô. Vô muỗng đúng không? Ừ. Anh cho rỉ. À, cho em bé uống, cho em bé uống. Ừ, anh rỉ quanh cái mép cho em. À, chạy qua mép nè. Ờ, cái mép. Cho nước vô đúng không? Ừ. Đâu có vô không nổi, để ngoài không mà. Nước cứ đào vô chứ có khe hở là nước nó vô rồi. Cho nhiều không? Thì anh cho xoay hết vòng tua nó đi. Hết vòng tua đúng không? Ừ. Rồi, ok. Cái này áp dụng cho mấy cái cứng nha, mấy cái mềm thì không cần. Rồi, anh cầm nhấc nhẹ nhẹ ra. Nhẹ thôi. Đó, có gì đâu. Anh đủ. Tôi nhận mà. Tôi công nhận một điều là tôi nói, để tôi nói cái này cho ông nghe nè. Cái gì? Hồi sáng giờ đó. Ừ. Là cái cách bóp thì tôi cũng không biết luôn, thật sự luôn. Cái bóp ai không biết mà. Tôi không biết. À, cái bóp áp dụng vào cái ghế, gỡ ghế đó. Ông nội ghế này, hai cái chân này dãy, còn cái này dãy chỗ nào ông nội. Thì nếu mà cái nhựa thì anh cầm anh đi bóp này nó ra nè. Tôi nói rồi. Đó. Tôi không nghĩ tới đó luôn. Mà sáng công nhận, từ sáng giờ tôi thách đố là chủ yếu là tôi gài ông thôi.